Hôm nay Không dịch phải là nên như cả nhà. nhà gom nhau lại nấu bánh tét. Cứ buổi buổi sáng là ăn một cây. Này 14 cây. 14 cây cho 14 ngày. Dư thì được ăn trưa. Trưa nên mới nhân lá. Đây là nhân. Này dịch mà như Tết luôn á các bạn ơi. Nay mùng 3 Tết rồi. À, cái này to quá. Ăn sao hết. Cây này ở ngoài đường người ta bán đâu 30-40 ngàn một cây á. Nhưng bây giờ dịch chắc họ bán 300-400 nghìn một cây. Cây nhỏ nhỏ 10 ngàn. Nó vẫn đăng đó, hôm nay nó vẫn đi ship là 30 ngàn cây. Tưởng dịch người ta lên gấp 10 lần chứ. Cái cây đây là nhỏ cơm nếp, hay ăn nó 10 ngàn lâu gạo rồi. Nếp. Đây là thịt lợn với thịt heo. Đây là thịt heo. Với thịt lợn. Đây là nhân đậu xanh, nhân đậu tiêu, xanh. Hành. Đừng có quay đây nha. Đây là chuyên gia đang gần làm. Làm đi mai cho lên tivi gì đâu mà cười khà khà gì. Đây là chuyên bạn. Đây, dương, đang ăn. Dương cụ ổn. Chuyên gia ăn vô. Nhập từ Trung Quốc về. Chuyên môn trọi trọi tay trên ai của mình. Chuyên môn trọi tay trên ai của mình. Đây là chuyên gia thắt cổ gà. Trời ơi, mẹ nói là chuyên môn cái gì ta hay gãi tay chân đó. Bộ bột. Bộ bột, đây đang bộ bột. Chuyên gia bộ bột. Bánh này mà kêu ông bỏ bột xuống ông gói nhanh lắm á. Các bạn gắn thì đăng ký để đây sản xuất ra bản cho. Bán không lỗ. Tiền dây không cột kiểu này lỗ chắc nữa. Cây đẹp nhất lại đi quay cái cây đẹp không quay đi quay cái cây đẹp. Nhìn giấu ngập thật cái đẹp không lần nó ai biết. Quay này. Trường hợp ngẫu nhiên. Này ta đẹp không quay. Này tưởng cái bò vỏ người ta cột lại nó quăng chứ. Chứ nó ra 10 ngày. Nè. Có sai đâu. Cột khi nào bằng hết dây thôi. Này dây à. Dây nhiêu đây các bạn? Dây này cũng phải đi mua đâu các bạn. Đấy là lượm ở, ở sau hè sau bao nhiêu năm tích góp bây giờ đã có sử dụng rồi. Lượm về đường lá chuối này thì cũng không phải đi mua đâu, ra bít từ sau vườn của mấy con heo á, dành nhau với heo dịch rồi dành nhau với heo hết. Đi ăn trộm về xin đàng hoàng à. Ở xin cho này chắc phải có lần cho đàng hoàng. Hôm qua ta ra chỗ nhà chị Hoa xin xả này nấu chắc khoảng sáng mai mới được ăn. Trừ, chiều nay nấu sáng mai cũng được ăn. Họ thấy đất dư đất trống thì họ trồng cho đỡ cỏ chứ không phải là chỉ trồng đâu. Mà có thể nó kêu của em nấu bánh tét để ăn sáng nha mọi người. Mấy ngày nay dịch rồi tới sáng là đói meo râu là đi mua cũng không được. Ở nhà thì ăn mì miết thì cũng hết mì rồi. Nấu cái này một lần để ăn sáng cho nó tiện. Bà cụ này ồn quá làm nói người ta không nghe được cái gì. Thôi để tối nấu rồi mình quay cho các bạn xem rồi mai ăn sáng nha. Vô lễ quá. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
xong rồi. Mới hỏi chuyên gia đầu bếp thì chuyên gia đầu bếp nói khoảng 500 ngàn là có được 25 cái bánh, 10 ký gạo nếp. Đây này đẹp nhất là sáng ra thì để vậy cắt ra ăn thôi, còn không thì nếu mà ngán rồi thì mình chiên lên mình ăn. Dịch nên ở nhà làm để ăn sáng đỡ mọi người ơi. Thôi xin chào tạm biệt mọi người nha. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh mình nha. Chiếc xe của mình bây giờ chắc cũng một tháng rồi chưa đi đâu. Mình mở capo lên để khỏi chuột nó vô nó cắn. Xin chào tạm biệt mọi người. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.